个超级加倍，不如便被他以外，金兔子送了个外卖，三个就反正不贵，就刚才遇了个狼狗，变了个机甲不坏，被一枪毙的嘴硬说机甲狼玩心无愧。OK, xin chào anh em, là mình đây, Reaction. Thì mình rất muốn Reaction tiếp những cái phần series của Melodic, nhưng mà với mình, theo mình thì nên để dành anh em ạ. Nên để dành là buổi thế này, bởi vì là mình đã lên kế hoạch cho bản thân là mỗi lần mình sẽ reaction hai bài của Melodic thôi, bởi vì là mình reaction nhiều bài của Melodic quá ấy. Thì nhiều khi, bởi vì anh em thế này với mình nhá, Melodic bây giờ với mình là không có điểm nào để gọi là khen nữa rồi, bởi vì là khen nhiều quá rồi. Đấy, mà cái gì nó nhiều quá nó cũng không tốt, nó gọi là bị loãng ấy. Đấy, mà tất nhiên là nhạc Melodic thì bây giờ mình hâm mộ quá rồi, và mình giống như kiểu gọi là mình gọi là gì nhỉ, có cái từ gì nó diễn tả giống kiểu là idol rồi, nên đâm ra là cái gì mình cũng thấy hay ấy. Đấy, thì nhiều khi bây giờ muốn bắt lỗi cũng chịu ạ, tìm được cái lỗi để bắt cũng không được, bởi vì là nó hay quá. Đấy, thì hôm nay mình sẽ reaction thôi, thì theo gu âm nhạc của mình đi. Nói chung là series của Matrix mình sẽ làm từ từ và dần dần. Tất nhiên là rất còn nhiều sản phẩm hay nữa anh em ạ. Rất rất nhiều sản phẩm hay nữa. Và đây, mình sẽ giới thiệu đến cho anh em, thì chắc chắn là nhiều anh em biết đến rồi đúng không? Em Yêu của anh Bâu, Android Right Hand và Woody Bình Gold, Tupil. Ok, Tupil chắc là producer rồi. Thì đấy anh em, thì cái này một năm trước mà thật ra thì mình thấy cái này là hot trend mà đúng không, hot trend đấy. Thì ok, thì đây là gu âm nhạc của mình anh em nhá. Đấy, cái gu âm nhạc của mình là thế đấy đấy, nó gang gang chút, kiểu nó tay tay chút đấy, kiểu bởi vì anh Bâu theo dòng nhạc giống như kiểu là Âu mà, theo kiểu nhạc Âu mà đấy. Thì thôi, chúng ta vào cùng nghe với anh em nhá. Thích ngay nhạc trap, cô ấy bảo rằng cô ấy muốn làm quen. Cô ấy bảo cô ấy đã chẳng làm fan. Cô ở trong mà em kia rất là ghen. Up put lên là đem. Cô ấy cứ có mút nó như là kem. Cô cứ cuốn lấy tao như là. Sorry anh em, tại sao mình dừng nhá. Mình sẽ nói về Woody một chút. Thật ra Woody mình biết đến là từ hồi King of Rap. Nhưng mà công nhận nhá, ông Woody này chơi nhạc cũng hay, đóng tune hay đấy. Ông này đóng tune cực kỳ hay luôn. Cái phong cách thì thật ra đến bây giờ thì mình kiểu ông này phong cách theo kiểu Tây mà, theo kiểu Âu, nhưng mà với mình vẫn chưa hợp với ông này lắm. Nhưng mà về âm nhạc, về flow, cách chơi tune hay tất cả mọi thứ với mình, ông này đều ok nhá, ông này đều hay. Mình cũng rất thích cái vocal, hay là cách ông ấy chơi tune, hay là cách ông ấy làm ra sản phẩm, mình cực kỳ thích anh em nhá. Ok anh em, nghe lại một chút. Thích ngay nhạc trap, cô ấy bảo rằng cô ấy muốn làm quen. Cô ấy bảo cô ấy đã chẳng làm fan. Cô ở trong mà em kia rất là ghen. Up put lên là đem. Cô ấy cứ có mút nó như là kem. Cô cứ cuốn lấy tao như là nem. Vỗ một phát cô ấy kêu lên là slash. Ok, cô ấy thích tạo clone. Tự PR để follow lên cao hơn. Cô ấy dùng để chỉ tao nghĩ tao non. Gì tao mày quả phone nghe sao. Cô ấy thích bạo mồm. Mấy con anh chỉ còn méo hết cả hồn. Tao chỉ gặp cô ấy đúng một hôm. Cô ấy ướt đến mức tao tưởng là nôm. Ôi giời, anh biết là hôm đó em rất mệt. Nhưng mà anh biết là chắc chắn em một phê. Anh là vị thí sĩ đang thưởng thức cái sắc đẹp. Những bộ phận này khiến anh mắc kẹt. Anh là vô địch sân đất nệ. Cổng vào sông vào đầu của em chắc hẹp. Tham quan nội thất mắt đẹp. Năm ngón tay anh vô địch khi nó sắp xẹt. Ui.
Yes, Andre right hand, anh bầu. Thích nghe nhạc trap. Cô ấy bảo rằng cô ấy muốn làm quen. Cô ấy bảo cô ấy đã chắc là fan. Cô bảo chồng em kia rất là ghen. Tao thốt lên thật là đẹp. Cô ấy cứ cuốn nó như là kem. Cô cứ cuốn lấy ta như là nem. Cô một phát cô ấy kêu là slam. Ok. Em yêu tên là Zach Birkin. Em yêu tên kia Richard Millet. Em yêu nghe nhạc hay là phải talking. Em yêu thích cầm vô lăng của Rare. Chân em Dior, cổ em nạm đá. Khi em bước vào store shopping không cần nhìn ra. Thả nó vào giỏ. Em luôn luôn cái chai và không thích thì em bỏ. Thích chơi TikTok và selfie. Em thích tập gym và nung healthy. Không thích nấu nướng, không thích dọn dẹp. Em thích ra đường ăn ngon mặc đẹp. Sao em đi spa, tối em đi club. Chiều làm đường ca, để đêm ra nằm shop. Trang sức lấp lạnh như đèn pha. Em làm anh xúc xích như bên thể Delta. Anh phăng, đi cầm văng ba băng. Mông nó chẳng căng như trang bộ điện đa năng. Bên em mình ngôn ga lăng. Có những anh không đăng bởi vì đạp vào Paris này căng. Người từng hơi đơn non như măng. Ta đập cho hướng sáng sẽ ta còn đang dư xăng. Ghẹn em vừa mới biết tao bảnh. Bao tìm vào tập Facebook like ảnh. Tao nhưng mà chỉ biết tao phệt cảnh. Cao giờ bọn mày mới biết tao chảnh. Sao sập vào lòng cùng đi cảnh cao. Nhìn chân nhà nó ảnh. Ao chạm vào tâm cùng như mảnh dao. Thùng rồi là còn phát sảnh. Wow. Thích nghe nhạc trap. Cô ấy bảo rằng cô ấy muốn làm quen. Cô ấy bảo cô ấy đã chẳng làm fan. Cho anh em mình dừng lại một chút nhá. Bài này thì thật ra là mình nghe rồi, nghe rất là nhiều rồi, nhưng mà mình không nghe cái bản gốc này mà mình nghe cái bản remix ấy. Bản remix cái nhạc nó nhanh hơn, nó nhanh hơn và nghe nó cuốn hơn nhất. Và không biết các bạn gu của các bạn thế nào, nhưng mà gu mình nhá, trong verse này Bình Gold là MVP. Verse của Bình Gold là hay nhất anh em ạ. Thật ra nhá, về đánh giá ấy, toàn bộ chọn về cái bài này ấy, thì mình không đánh giá là bởi vì mỗi người mỗi gu âm nhạc. Không thể đánh giá là cái người này thích cái gu âm nhạc này mà lỡ có thích nghe cái bài này em yêu này ấy, mà mình đánh giá ấy, thì nó sẽ bị lạc đấy. Nhưng mà với mình là bài này hay bởi vì nó cũng hợp gu với mình cũng thích những cái gu âm nhạc này đấy, hay thật. Nhưng mà để cái độ cuốn và cái độ MV cách đi flow ấy thì đây Bình Gold là hay nhất. Bởi vì từ cái lúc mà bắt theo vơ nó đã hay rồi. Xuất sắc như bên thẻ Delta. Đây. Anh phang em bị cầm văng ba băng. Mông nó chẳng căng như trang body em đa năng. Bên em Bình Gold ga lăng. Có những anh không đăng bởi vì đạp vào Paris này căng. Người từng hơi đơn non như măng. Ta đập cho hướng sáng sẽ ta còn đang dư xăng. Ghẹn em vừa mới biết tao bảnh. Bao tìm vào tập Facebook like ảnh. Tao nhưng mà chỉ biết tao phệt cảnh. Cao giờ bọn mày mới biết tao chảnh. Sao sập vào lòng cùng đi cảnh cao. Nhìn chân nhà nó ảnh. Ao chạm vào tâm cùng như mảnh dao. Thùng rồi là còn phát sảnh. Wow. Thích nghe nhạc trap. Cô ấy bảo rằng cô ấy muốn làm quen. Cô ấy bảo cô ấy đã chẳng làm fan. Cô bảo chồng mẹ em kia rất là ghen. Tao thốt lên là đêm. Cô ấy cứ cũng muốn nói như là kem. Cô ấy cứ quan tâm như là nem. Vụ môn phát cô ấy kêu lên là slap. Ok. Cái beat nó cũng hay anh em. Beat to build làm cũng rất là hay. Nhìn cái đội hình này toàn biết người có tiền. nhạc ăn chơi của anh Bâu. Nhưng mà công nhận nhá, nhạc ăn chơi của anh Bâu ấy cực kỳ cuốn luôn. Thì có cái bài gì nhỉ? Nhạc của anh nữa kìa, bài đấy cũng hay. Nhạc của anh không thị trường đấy. Nhưng mà không, tuy là không thị trường nhưng mà bài nào nghe nó cũng sang, nó cũng hay anh em ạ. Đấy. Vấn đề như thế. Mà Bình Gold nhá, cái vocal Bình Gold nghe cuốn cực kỳ, nhất là trong cái bài này. Cái voice của Bình Gold ấy nó kỳ hợp với cái nền beat này luôn đấy. Là bây giờ Bình Gold thì cũng cực kỳ thành công rồi. Bóc Bắt Họ đúng không? Đúng rồi, mình biết từ Bình Gold từ hồi Bóc Bắt Họ rồi. Bóc Bắt Họ đi. Ok anh em, vậy là mình đã reaction xong bài MU Android Right Hand, Woody, Bình Gold, To Pew. Yes. Thì bài này mình đã nghe rồi, nhưng mà ngày trước mình nghe thì thường nghe bản remix chứ không phải là nghe bản gốc này. Thì mình cũng muốn thử reaction ấy, mình muốn thử reaction cái bản gốc như thế nào. Thì với mình nhá, các first rap thì nó vẫn như thế thôi,
chỉ có là cái beat thì cái bản remix rồi thì nó hay hơn với mình là như thế, bởi vì nó có cái độ nhanh hơn, và cái vocal của từng rap thì là với mình Bình Ngôn là hay nhất MVP đấy. Còn cái vớt của Woody với anh Andre thì gần như là nó tự tự giống Đơn Húc đấy, nó chỉ có một cái vớt ngắn là nó hơi khác thôi. Ok thì lời nói đầu tiên vẫn là cảm ơn anh em đã xem phần reaction của mình đấy, và lời nói thứ hai là rất mong anh em ủng hộ mình vào một lượt đăng ký anh em nhá, một cho mình một like nếu mà anh em có thể chia sẻ được, đến lan tỏa đến mọi người được thì càng tốt đấy. Thì cái đấy thì thật ra thì cái chia sẻ đấy thì nhiều khi nó cũng hơi quan ngại, nó nhiều thứ vì mình cũng từng rất muốn chia sẻ nhưng mà mình hiểu được những cái lý do khó để chia sẻ mà. Thì mọi người có thể comment dưới muốn mình reaction bài nào, hay là nêu lên ý kiến của mọi người, mình sẽ lắng nghe, mình sẽ đọc hết anh em nhá. Ok, bye bye anh em, xin gặp anh em vào những video tiếp theo. Bye bye.